Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Hà Nội Computer. Khi mà nhắc đến chuột, đó chính là dòng chuột gaming giá tầm trung, tức là khoảng tầm 1 triệu Việt Nam đồng, thì anh em có thể sử dụng chiếc chuột, đó chính là chuột Impact 2 mà mình đã từng review. Nhưng mà hôm nay mình có ở đây là một phiên bản là màu sắc hơn một chút, đó chính là phiên bản Impact 2 nhưng mà Electro Punk. Và để tìm hiểu xem chiếc chuột này có những cái gì thì chúng ta hãy cùng bắt đầu review nhé. Rồi, về hộp đi. Thì nó sẽ có một chiếc hộp mà thay vì như là những sắc đỏ bình thường của dòng ROG thì chúng ta sẽ có những sắc hồng Electro Punk mà nệ. Ở đằng sau chúng ta sẽ không có gì nhiều, chỉ có hình chiếc chuột với một số thông tin cơ bản mà chúng ta sẽ tìm hiểu khi mà chúng ta mở hộp ra. Rồi, bây giờ thì hãy cùng mở hộp nhé. Rồi, ok, mở hộp này. Cái trải nghiệm mở hộp thì nó sẽ y hệt như là khi mà các bạn mở hộp chiếc chuột Impact 2 thường thôi. Nó vẫn là mở như này ra, xong rồi kéo cái tab này lên. Và chúng ta sẽ có chiếc chuột của chúng ta, rồi mình sẽ để hộp sang một bên. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn và đây sách hướng dẫn và bảo hành, phiếu bảo hành. Rồi, chúng ta sẽ có ba thứ này khi mà mở hộp ra. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào chiếc chuột. Chiếc chuột này thì là một chiếc chuột cũng y hệt, nói chung là y hệt như chiếc Impact 2 bình thường thôi. Nó chỉ là một phiên bản đặc biệt hơn một chút về màu sắc. Đó, để mình mở hộp ra. Đây rồi, chiếc chuột đã ra khỏi hộp rồi. Rồi, ok. Điểm nhấn đầu tiên mà khi mà các bạn nhìn vào chiếc chuột này đó chính là các dải màu hồng ở đây. Đấy vâng, đây là điểm khác biệt so với dòng Impact 2, vì đây là dòng Electro Punk là sẽ có những dải hồng. Về chung chung thì nó vẫn như vậy thôi. Các phần khác thì vẫn là nhám, vẫn được làm nhám đen. Ở bên trái bên phải thì có những cái họa tiết và chữ ROG để tăng độ bám. Vẫn có 5 nút chuột như bình thường, chuột trái chuột phải này, bấm nút scroll wheel này và hai nút forward backward ở bên tay trái này. Về chuột trái chuột phải thì vẫn như bình thường thôi, vẫn sử dụng switch on run 50 triệu lần bấm và có thể quick swap được, tức là khi mà hỏng hoặc là double click các bạn có thể lấy ra mà không cần phải gỡ hàng hay gì cả. Còn lăn chuột thì vẫn được phủ một lớp cao su, lăn rất là sướng thoải mái, không đạo tạo nên cảm giác rẻ tiền hay gì cả. Làm tất nhiên rồi, có màu hồng ở đây. Bên trái thì hai nút này cũng bấm rất là ổn, không phải là lỏng lẻo hay gì cả. Về bên dưới chúng ta sẽ vẫn có, đó chính là 5 feet chuột PTFE được nhuộm đen, rất là mượt khi mà các em chơi game như FPS hoặc MOBA. Có nút đổi DPI màu hồng ở đây. Còn đây là mắt đọc, thì chúng ta sẽ có mắt đọc là PMW3327, mắt đọc tầm trung, DPI lên tới là 6200, polling rate là 1000Hz và tracking speed là 220 IPS. Nói chung là phù hợp cho những em nào không quá gọi là không quá chuyên về những tựa game FPS hoặc MOBA. Tại vì những dòng chuyên thì cần những sensor nó tầm cao hơn một chút. Về form thì vẫn là chiếc form kích cỡ tầm trung, form đối xứng dành cho những người bên tay trái, bên tay phải nhiều hơn là bên tay trái, tại vì sẽ có hai nút bên này, hai nút bên này, hai nút bên tay trái này mà không có hai nút bên tay phải để cho các bạn dùng tay trái bấm. Kích cỡ thì vẫn như vậy, cái tính năng thì vẫn như vậy. Form chuột cũng như vậy. Đèn RGB thì vẫn có ba vùng, đó chính là đèn RGB ở vùng phần hông, phần cuộn chuột và ở dưới này. Ở phần dưới đây sẽ có hai chiếc đèn RGB tạo ra cảm giác như kiểu một chiếc xe đua vậy. Và tất cả thì đều có thể điều chỉnh thông qua phần mềm Armoury Crate. Thông qua đó thì điều chỉnh RGB này, điều chỉnh DPI, điều chỉnh polling rate rất là đầy đủ. Chiếc chuột này thì có giá tại Hà Nội Computer chính xác là 1.089.000, tức là hơn 200.000 so với phiên bản Impact thường, Impact 2 thường. Vậy thì đó sẽ là quyết định của bạn khi mà liệu rằng với bạn 200.000 có đáng để có thêm một chút sắc hồng không? Thì đấy là tùy quyền các bạn lựa chọn thôi. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với sản phẩm này thì đường link sẽ nằm ở dưới mô tả. Còn nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn tại một video sau.